Vương quốc Campuchia là điểm đến phổ biến của khu vực Đông Nam Á, thu hút du khách bởi những khu di tích cổ kính như quần thể Angkor Wat, Angkor Thom, biển hồ Tonle Sap và sông Mekong, cùng với những bãi biển, hòn đảo tuyệt đẹp như là Sihanouk View, Korong, Korong Salem. Ở tập trước thì Vinh đã giới thiệu vẻ đẹp mê mẩn của Siem Reap, cả nhà cùng xem lại nha. Còn ở tập này thì mình sẽ cùng check-in thủ đô Phnom Penh ở miền nam Campuchia. Từng được mệnh danh là Paris của phương Đông, Phnom Penh hay còn được gọi là Nam Vang, nằm ở hợp lưu của sông Mekong, Tonle Sap và Bay Sát, cạnh đồng bằng sông Cửu Long. Như thường lệ thì Vinh sẽ giới thiệu căn phòng nghỉ của Vinh. Ở đợt này Vinh đi Phnom Penh cho mọi người xem nha. Đây là căn phòng suite ở tại khách sạn Raffles. Khách sạn này đã có từ năm 1929 tới bây giờ đó, tới 2029 tới là kỷ niệm 100 năm nha mọi người. Ở đây thì đã từng đón rất là nhiều những vị khách quý nè, hoàng gia nè, chính khách cũng có. Và họ sẽ ở trong những cái căn phòng nghỉ đặc biệt như thế này. Mọi người sẽ phải trả khoảng 3.100 đô, chưa có tính giá VAT nha, cho một đêm nghỉ tại phòng suite này. Tất cả mọi người ở trong hotel ghi chữ tay cho Vinh để chào mừng Vinh đến với khách sạn. Bên này mình có bàn làm việc nha, và một cái phòng tắm ở phía bên này dành cho khách thôi, nhưng mà cũng có chỗ tắm đứng, chỗ tắm nằm nè. Đây, và bây giờ được xem phòng ngủ ở trong này. Trắng sáng, Vinh rất là thích. Sẽ có 6 phòng suite nha, và 3 giường king và 3 giường twin dành cho 6 căn phòng suite đó. Đây là lần đầu tiên Vinh đến với Phnom Penh nha mọi người. Mặc dù là kế bên Việt Nam mình mà Vinh chưa bao giờ đi hết trơn á, cho nên lần này Vinh đi Vinh cũng rất là thích. Cảm giác như là lạ quen quen. Khách sạn Raffles trước đây á, lúc mà mới bắt đầu thì tên là khách sạn Hoàng gia, và được có kế hoạch xây dựng vào năm 1924 và chính thức bước vào khởi công là 1927 và hoàn thành vào 1929. Đầu tiên tên là Royal và cái logo bắt đầu là logo này. Cho tới ngày hôm nay thì đã gần 100 năm rồi. Mọi người có thể thấy những cái đồ vật nó vẫn còn nguyên vẹn từ thời 1929 cho tới bây giờ. Trước đây thì khách sạn có 54 phòng nhưng mà có một cái đợt sửa lại rất là lớn vào năm 1957. Họ xây thêm 30 phòng nữa cho hai bên, rồi xây thêm swimming pool, xây thêm nhà hàng ở phía ngoài sau lưng. Là hoàn thành vào 1958. Khách sạn cũng tự hào đón những vị khách quan trọng. Hồi xưa thì có minh tinh Charlie Chaplin, vợ tổng thống Kennedy, bà Jacqueline Kennedy đã thăm Phnom Penh vào 1967. Trong cái bữa tiệc mà bà được chiêu đãi á, thì bà có uống một cái ly cocktail đặc biệt và khách sạn pha cho bà. Tới ngày hôm nay thì họ vẫn giữ cái ly đó và vẫn còn luôn cái môi son, giống như là những cái sự kiện và những cái đồ vật mang tính lịch sử vẫn còn lưu lại đây ha. Và cái ly cocktail này họ vẫn giữ lại công thức và hiện tại đang bán ở Elephant Bar, mà Vinh đang rất là nóng lòng để mà thử cái món này một tí hồi sau. Wow, đi vô trong nhà hàng Royal này Vinh mê quá, rất là đẹp. Và đây nha, mọi người phải đến đây và chiêm ngưỡng cái bức tranh ở trên tường được vẽ bởi những họa sĩ. Mà những họa sĩ nổi tiếng đó họ cũng là người mà đã vẽ ở trong cung điện hoàng gia. Và nếu như mọi người ăn ở nhà hàng này thì mình cũng sẽ ăn những cái đồ ăn truyền thống, những cái công thức và những cái món ăn đều là cùng một loại, chỉ là đồ ăn ở trong cung điện hoàng gia. Elephant Bar này là được giải thưởng một trong 50 quán bar đẹp nhất thế giới. Vào thôi là mình thấy rất là nhiều những cái huy chương và kỷ niệm chương ở đây dành cho quán bar Elephant này. Đây là căn phòng của phu nhân tổng thống Kennedy nãy giờ mà mình nhắc, và khách sạn có vẻ rất là tự hào và có những cái điều ấn tượng khi mà cô lưu trú tại đây. 1900 hồi xưa đó thì phòng nó chỉ cỡ này thôi là xịn nhất rồi. Phòng Vinh giờ gấp 3 lần nha. Nhưng mà được cái là ở đây thì view ra ngoài chính diện, ra ngoài trước này luôn. Wow, cảm giác đứng đây rất là thích nha. Bởi vì hồi xưa những cái hình ảnh lịch sử hồi xưa, đứng đây nhìn xuống là mình thấy những cái chiếc xe cổ. Bây giờ thì Vinh nhìn xuống Vinh thấy túc túc hòa trộn vừa giữa hiện đại với lại cổ điển. Cũng là một cảm giác rất là hay. Khí hậu Campuchia tương đồng với khí hậu miền Nam Việt Nam, có hai mùa mưa và mùa khô.
Mùa mưa sẽ kéo dài từ tháng 5 đến tháng 10, tháng 11 đến tháng 3 là thời tiết khô ráo nắng nhiều. Từ Việt Nam mình có thể đi ô tô, khoảng 6 tiếng mình sẽ đến được thủ đô Phnom Penh, hay là bay máy bay direct flight khoảng 1 giờ đồng hồ thôi. Đây là những món đặc sản mà Vinh order ở nhà hàng La Bát, kế bên khách sạn Raffo luôn, chỉ có mấy bước đi bộ thôi. Và ở bên này, khách sạn cũng đã giới thiệu nhà hàng này cho Vinh ăn. Đó là một trong những nhà hàng mà có những cái món đặc sản nhất của Campuchia. Đây nha mọi người, món rau chấm với lại mắm cá, và có tôm khô ở trên này, có hải sản chiên giòn, gỏi đu đủ. Mình xem nha, đây là cơm cháy trà bông, rất là quen thuộc. Đây là gà nướng ống tre và các nước sốt chấm. Cái này là nước chấm tiêu xanh, còn này là tiêu đen, Vinh thấy thơm phức à. Cái món canh này Vinh ăn vô á, nhìn thì có vẻ đậm đà nhưng mà ăn vô thì nó rất là lạc. Rau nè, cá nè, thịt heo. Wow, thịt heo mà đi chung với cá nha mọi người. Món này nó cũng không hẳn là canh nữa, nó giống như xào xào vậy. Là Vinh liên tưởng đến món ốc chuối đậu của miền Bắc mình á. Mà riêng cái món này thì Vinh thấy đậm đà. Món gỏi này Vinh thích quá. Trong này có cá khô nữa. Nhìn chung nha mọi người, sẽ tương tự với lại đồ ăn Thái Lan và đồ ăn Việt Nam mình. Nhà là Vinh kêu những món truyền thống nhất của Campuchia rồi đó. Còn có những cái món khác như là thịt kho nè, hay là cá chiên, rau xào, Vinh thấy là y chang đồ Việt Nam mình luôn. Rồi, tổng thiệt hại của Vinh ngày hôm nay sẽ là 60 đô. Tính luôn phí phục vụ rồi, tiền đồ ăn là 56 đô. Ở đây thì Vinh sẽ trả tiền đô luôn, Vinh chưa có đổi ra tiền Campuchia. Mà thấy là mọi người báo đây nè, báo trong bill cũng là giá đô, và mình trả tiền đô thì họ lại cũng thối cho mình tiền đô. Khá là thuận tiện. Du lịch Campuchia còn là trải nghiệm tuyệt vời đối với những tín đồ Phật giáo, vì ở nước này có nhiều công trình kiến trúc nhà Phật, hay của những người thích khám phá tàn tích của quá khứ, cũng như những du khách mê đắm cảnh đẹp hoang sơ. Bảo tàng quốc gia là nơi lưu giữ những hiện vật khảo cổ Khmer từ thời tiền Angkor cho đến thời Angkor Wat huy hoàng từ thế kỷ thứ 4 đến thế kỷ thứ 13. Bên trong bảo tàng bao gồm nhiều hiện vật như là bộ sưu tập nghệ thuật Khmer lớn nhất thế giới, kho tàng về văn hóa, lịch sử đất nước Campuchia qua các thời kỳ, và những tài liệu chi tiết về quá trình đấu tranh giành độc lập của dân tộc Campuchia. Nhìn từ bên ngoài, bảo tàng như một lượng vàng khối rắn chắc, vững bền và vô cùng mềm mại, tinh tế với các nét vuốt cong không lẫn vào đâu được của Campuchia. Vẻ ngoài của bảo tàng lộng lẫy nhất là vào buổi ban chiều khi ánh hoàng hôn nhuộm hồng cả không gian. Khi đó bảo tàng sẽ nổi lên rõ mồn một như muốn lên tiếng về sự hiện diện rất uy nghi đẹp đẽ của mình. Chùa Wat Nom hay còn được gọi là chùa Bà Pin là ngôi chùa nổi tiếng thiêng liêng thu hút cả Phật tử trong và ngoài nước đến hành hương. Đây là nơi lưu giữ thi thể của quốc vương Poliwat, phần hài cốt của vua Poheyat cũng được đặt tại đây, trong một ngôi tháp màu trắng với độ cao 27m. Đây là nơi cao nhất của thủ đô, mà khi bạn đứng đây có thể ngắm toàn cảnh thành phố Phnom Penh khi đứng ở đỉnh chùa. Bà Pin được thờ phía sau chùa rất là linh thiêng, hầu hết khách đến đây hành hương để cúng bái và cầu nguyện. Cung điện Hoàng gia Campuchia gồm có hai khu vực là khu chùa Phật Cọc Lục Bảo, thứ hai là cung điện, nơi sinh sống và làm việc của nhà vua. Cả nhà lưu ý là mình chỉ được phép quay phim và chụp ảnh phía bên ngoài, bên trong thì mình chỉ đi tham quan thôi nha. Hiện nay thì cung điện Hoàng gia đã trở thành một địa điểm tham quan ở Phnom Penh cực kỳ thu hút du khách vì vẻ đẹp vô cùng lộng lẫy. Trong đó tiêu biểu là ngôi chùa Phật Cọc Lục Bảo hay còn được gọi là chùa Bạc, vì sàn ở đây được lót bằng 5.329 miếng gạch lót nền bằng bạc và có một tượng Phật được đính hơn 2.000 viên đá kim cương. Ngoài ra, nơi đây còn rất là nhiều những bức tượng nhỏ được làm bằng vàng, bạc và đồng tinh xảo. Không chỉ thế, ngôi chùa trong quần thể cung điện Hoàng gia Campuchia còn thu hút du khách bởi bức tượng Phật Ngọc Lục Bảo vô cùng quý hiếm. Trên thế giới chỉ có 5 bức tượng như vậy thôi. Kích thước của bức tượng này khá là nhỏ nha, chỉ cao khoảng 60cm và được làm hoàn toàn bằng ngọc xanh rất quý. Đặc biệt có điện Bochani do người Việt Nam mình xây dựng, là một sân khấu rộng dùng vào mục đích biểu diễn nghệ thuật. Công trình được khánh thành năm 1912 do các nghệ nhân làm mộc nổi tiếng ở làng Diệt, Hưng Hòa, Thái Bình, Việt Nam thiết kế và xây dựng. Ngày nay được sử dụng là nơi đón tiếp và hội nghị của hoàng gia. Một thông tin khá là thú vị là có rất là nhiều người ở Phnom Penh nói được tiếng Việt nha. Những địa điểm du lịch ở Phnom Penh khá là gần nhau nên chỉ cần dành nửa ngày đi bộ là có thể thăm thú được hết các địa danh này. Khi mà Vinh ở tại Raffo á, Vinh được gặp công chúa của Campuchia.
cô cũng là người đại diện cho tập đoàn Raffle ở tại Phnom Penh nha mọi người. Và cô chỉ cho Vinh ăn nhà hàng này rất là local, tên là Kavan. Tối nay thì Vinh kêu cũng 5-6 món. Đầu tiên Vinh có món gỏi, đây là món Miên Khâm, bên món Thái mà Vinh rất là mê, lúc nào Vinh đi Thái cũng ăn món này. Ốc làm kiểu Amok, cũng là một món ăn đặc sản của Campuchia nha. Đây mình có cá chiên. Mình nghĩ mình làm vậy nè, làm thành giống như cái nón vậy đó. Xong rồi mình cứ bỏ gia vị, nguyên liệu đồ vô. Xong rồi mình chấm với nước sốt. Sốt là nước sốt ngọt. Món gỏi Miên Khâm nha. Mm. 10 điểm. Ngoài này chill quá cho nên người ta không có bật đèn sáng. Wow. Cái này kiểu hơi curry ha. Một phần bún như thế này, xong rồi các loại rau bên bỏ vô. Ôi món này ăn đẹp quá luôn. Giá của nhà hàng này cũng tương tự nhà hàng La Bắp. Hồi sáng là mình ăn trưa, tức là khoảng các món ăn á, khoảng 5 đô nè, mấy món nhỏ 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 5 đô, 8 đô, mấy món chính thì khoảng 12 đô một món. Ok, món này mình ăn được rau nhiều với bún nè. Xong rồi giờ mình sẽ trang nước súp cá vô. Wow, hấp dẫn chưa nè. Món này mọi người biết sao không? Này nếu mà nói thì liên tưởng tới món bún kèn ở Phú Quốc á mọi người. Biết mọi người ăn món đó chưa? Lật lại coi qua mình passport đi Phú Quốc nha. Mình có review món bún kèn rất nhiều lần. Cái vị rau đó, nó chát. Nó sơ nhiều nhưng mà ăn thì rất là thơm miệng, rất là giòn. Và cái cà ri này đậm đà. Ngon quá. Cái này cũng là một loại mắm khác, mà trong này là có nấm nha. Ăn xong rồi cũng không biết diễn tả luôn. Tức là có mùi mắm nhưng mà rất là lạ, là tại vì trong này rất là nhiều loại nấm nó xào luôn. Nấm xào mà lại có mùi mắm. Mọi người đừng kêu nha. Mình thấy nó kỳ kỳ. Tức là ăn mắm mà nấm nó cũng không có gì đặc sắc lắm. Mình không thích món này. $73. Ở đây nếu các bạn là thích uống gin thì đây là một cái mình gọi là gì, bảo tàng luôn. Trưng bày rất là nhiều những cái loại rượu gin khác nhau, đặc biệt là những loại rượu gin local của Campuchia. Loại ngon nhất có lẽ là Elephant Bar Dry Gin này, mà vôi màu đen nha mọi người. Chai này là đặc biệt làm cho hệ thống khách sạn Raffle Dry Gin London này từ năm 1915. From London. Thật sự nha mọi người, ngày đầu tiên á, là Vinh nãy giờ đó ăn tối, ăn trưa xong rồi là Vinh enjoy khách sạn Raffle thôi cả ngày luôn. Vinh thấy rất là thích bởi vì trong này mát nè, ngoài đường thì vẫn hơi nóng, mát mẻ, có đầy đủ tất cả các hoạt động, đồ ăn ngon, khung cảnh dễ chịu, đẹp và dịch vụ rất là tốt. Đặc biệt là Vinh cảm thấy người Campuchia quá dễ thương luôn, từ lúc mà Vinh qua tới bây giờ chưa đầy một ngày ha, chưa đầy 24 giờ, nhưng mà Vinh cảm thấy rất là thích. Myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turned back again. Đây là Trip Mong Mega Mall, mall lớn nhất ở tại Phnom Penh và cũng mới vừa đi vào hoạt động. And I dream was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. À, tới giờ ăn trưa của Vinh. Và bây giờ buổi trưa nay thì Vinh lại thèm đồ Việt rồi. Và Vinh tới Chip Mong Mega Mall, là mall mới nhất ở tại Phnom Penh. Có luôn nhà hàng Đông Nam, thương hiệu cà phê mà Vinh rất là yêu thích ở Việt Nam. Và vào đây cũng gặp bạn quản lý là người Việt, cho nên là cũng không có tưởng tượng được là mình đang ở Campuchia lắm.
Đây nè, giờ mình đang ăn tô bún riêu, tôm. Trời ơi, đồ ăn Việt Nam, bánh khọt, bánh bèo. Shopping Mall này thì mới nha mọi người, mới mở cửa được khoảng 5 tháng thôi. Cũng khá là hoành tráng, mình thấy đầy đủ tất cả các thương hiệu lớn nhỏ. Xịn xịn một chút cũng có luôn và rất là to, cho nên là mình có thể dành cả ngày ở đây cũng được. Ok, bây giờ mình sẽ ăn tiếp đây. Nãy mình ăn bánh bèo rất là ngon, cảm giác như là vẫn đầy đủ hương vị Việt Nam 100%. Không có khác gì trơn, chất lượng y chang luôn. Chưa này là ăn nhiều quá, một mình mà kêu ba món. Nhưng mà anh thấy ở đây mình bán quà của Việt Nam thì Campuchia họ có chơi bầu cua rồi hay là lô tô giống mình không ta? Ở bên này văn hóa bên này cũng sẽ giống, em thấy là khách địa phương cũng sẽ mua nhiều lô tô hoặc là bầu cua. Em có hỏi thăm thì khách cũng sẽ bảo rằng là ở bên này chơi giống vậy, hoặc là Chinese người ta cũng chơi giống vậy. Nhưng mà khách Việt ở đây mình có mà, đúng không? Dạ có, khách Việt ở đây bao nhiêu phần trăm là đến cửa hàng mình ta? Em cũng khoảng là 40% khách Việt ở đây á, nhưng mà là khách ở xa nơi này. Vì khách thích món Việt nên là khách hay ghé, khách ghé thì cũng ví dụ tuần vài ba lần. Đôi khi là thời gian này á, thì có thể là cuối năm khách bảo là khách bận quá, nhưng mà thèm món Việt khách là cũng phải tranh thủ ghé. Nhưng mà em làm việc ở đây rồi em nhớ nhà không? Em làm bao lâu rồi? Em qua đây được 5 tháng. Nhưng mà tháng nào em cũng được về. À, tại sát bên mình mà. Dạ, tính đúng ra là cũng dễ ha. Dạ. Tháng nào em cũng được nhưng về á. Anh Vinh thấy người Campuchia họ rất là thân thiện đúng không? Đúng dạ, không? Đúng hiền rồi. Lành đúng không? Dạ. Rất là thân thiện nên là cũng may là mặt khác ngôn ngữ, nhưng mà vì cái đó nên là tụi em cũng khá là dễ trong làm việc với nhau. Dạ. Ok rồi, thôi chúc mừng năm mới em nha, chúc mọi người ở đây sức khỏe. Dạ. Khi nào mà qua đây thì anh sẽ quay trở lại. Cảm ơn Vinh nhiều và hôm nay vui vì gặp anh Vinh ở đây. Đừng nói tiếng Việt. Ngay lúc này hoàng hôn và Vinh đang ở tại Sora Bar, một cái rooftop bar nằm ở trên tòa nhà, có thể là hình như là tòa nhà cao nhất có tại Phnom Penh hiện tại đó mọi người. Và mọi người thấy hoàng hôn như thế nào? Wow, đẹp tuyệt vời luôn. Đang chuyển màu kìa, Vinh mê quá. Ở đây thì cocktail Vinh thấy khá là ngon nè. Giá 12 đô la một ly cocktail. Ở bên này là mọi người đi cứ nhớ là mình khỏi cần phải đổi tiền Campuchia luôn, mình cứ xài đô la. Họ thối cho mình vừa đô la cũng có và vừa tiền Campuchia luôn. Ngồi ở đây thì Vinh ngắm được toàn cảnh Phnom Penh luôn. Có sông nè, có thành phố, các nhà cao tầng cũng thấy đang xây. Chắc là trong thời gian sắp tới thì Phnom Penh chắc là sẽ phát triển nhiều hơn nữa, bởi vì thấy còn đang rất là nhiều những cái công trình. Hồi nãy tối Vinh ăn ở trong khách sạn cũng là fine dining đồ đó, rất là no luôn, ăn quá ngon, quá sang trọng. Và Vinh phải đi chợ đi bây giờ để đi bộ để mà cho nó tiêu bớt, mình ăn no quá. Đây là Night Market nha mọi người, chợ đêm ngay trung tâm. Trước mặt Vinh phía sau lưng camera đó là sông, ngay sát bên sông luôn, rất là thích. Giờ mình đi vô chợ coi có gì. Phía ngay giữa trung tâm có sân khấu ca nhạc nha mọi người. Đây, ca sĩ Campuchia nha mọi người. Hát ở tại chợ đêm, mình thấy khá là dễ thương. Cũng nhỏ thôi nha mọi người, không có lớn lắm đâu. Nãy khúc ngoài kia thì bán quần áo là chính, ở đây thì khu đồ ăn. Và mọi người sẽ ăn giờ trải chiếu ở dưới này luôn, ngồi dưới đất ăn luôn. Chỗ nào cũng có Việt Nam hả? Tối đây mình đi đâu chơi? Đi vũ trường hoặc là đi dạo đêm. Ồ, đi vũ trường luôn.
có khu vũ trường luôn. Đó. Ủa anh ở đây lâu chưa? Ba mấy năm rồi. Ba mươi mấy năm luôn, là đẻ ở đây hả? Đẻ gì năm khác. À, thích sống ở đây hơn. Thích sống ở đây hơn. Ở đây nó phức tạp vậy nhưng mà thoải mái sống.